Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, mặc dù đã được ngành chức năng và phía doanh nghiệp khẳng định về nguồn gốc đất không thuộc ranh giới các thửa đất trong vụ án Epco Minh Phụng, nhưng nhiều năm nay ông Võ Hùng Lâm, ngụ phường 10 thành phố Vũng Tàu vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đó là nội dung đơn thư mà ông Võ Hùng Lâm, ngụ phường 10 thành phố Vũng Tàu gửi đến chương trình hộp thư truyền hình phản ánh. Ông Võ Hùng Lâm trình bày, năm 1972, gia đình ông khai thác thửa đất có diện tích 722,9 m², nay thuộc thửa số 2, tờ bản đồ số 29, khu vực đồi 2, phường 10, thành phố Vũng Tàu. Đến năm 2016, ông Lâm đi làm hồ sơ đăng ký chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Lâm cho biết, ông đã nộp đầy đủ giấy tờ cho các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trong thời gian chờ đợi, ông Lâm nhận được thông báo của Ủy ban Nhân dân phường 10 về việc đất của gia đình ông có liên quan đến vụ án Epco Minh Phụng, nên gia đình ông Lâm phải chờ kết quả phúc đáp từ Tòa án Nhân dân tối cao để được giải quyết. Chờ lâu không thấy phúc đáp từ tòa án, ông Lâm nhiều lần đến Ủy ban Nhân dân phường 10 hỏi và được cán bộ phường hướng dẫn lên hỏi Tòa án Nhân dân tối cao ở thành phố Hồ Chí Minh. Liên hệ Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh thì được tòa trả lời bằng miệng rằng công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu sở hữu phần diện tích đất trong vụ án Epco Minh Phụng và đề nghị ông Lâm liên hệ với công ty. Ông Lâm đến công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu đề nghị hỗ trợ và được phía công ty cử người xuống đo đạc, xác định và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới sử dụng đất. Theo đó thể hiện rõ đất của ông Lâm không thuộc phần đất mà công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu đã mua lại từ vụ án Epco Minh Phụng. Đến tháng 12 năm 2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Vũng Tàu có công văn gửi Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh để xác minh nguồn gốc thửa đất. Ngày 22 tháng 1 năm 2018, Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh có công văn trả lời số 419 với nội dung khẳng định thửa đất của ông Lâm không thuộc các thửa đất trong vụ án Epco Minh Phụng mà công ty cổ phần phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu trúng đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên đến nay, hồ sơ của ông Lâm vẫn chưa được ngành chức năng giải quyết. Tôi xin được đề nghị là tất cả cơ quan chức năng, nhất là của thành phố, xin chủ trì cho tôi, xin trả lại sự công bằng cho người dân để cho người dân có một cái giấy chứng nhận hợp pháp của đất nước Việt Nam giao cho chúng tôi được quyền sử dụng. Trao đổi về vụ việc, ông Nguyễn Bảo Thái, cán bộ địa chính xây dựng đô thị môi trường phường 10 thành phố Vũng Tàu cho biết, qua kiểm tra lồng ghép bản đồ địa chính phường 10 năm 2001 thì phần lớn diện tích đất của ông Võ Hùng Lâm đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thửa số 2, tờ bản đồ số 29, loại đất xây dựng, tên chủ sử dụng ghi là công ty Minh Phụng. Qua kiểm tra hồ sơ lưu trữ tại phường thì không có hồ sơ liên quan để đối chiếu xác minh. Do đó, ngày 17 tháng 2 năm 2017, Ủy ban Nhân dân phường có văn bản gửi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc xem xét thửa đất có nằm trong vụ án Epco Minh Phụng hay không. Cục Thi hành án có văn bản phúc đáp là không thể xác định được vấn đề này. Ủy ban phường 10 có làm văn bản gửi tòa án tối cao và đã gửi lần thứ 3 trong thời gian rất dài. Trong thời gian đó là do chậm trễ hồ sơ, Ủy ban phường 10 cũng đã làm đơn thư xin lỗi ông Võ Hùng Lâm về việc chậm trễ lý do đang phải xác minh vụ án nằm trong Epco Minh Phụng. Tuy nhiên là cũng không nhận được tuyên án phúc đáp của tòa án tối cao. Sau này là người đại diện cho ông Võ Hùng Lâm là ông Bài có liên hệ Ủy ban 10 và xin cái văn bản Ủy ban 10 để liên hệ trực tiếp với tòa án tối cao. Tuy nhiên theo cái ý kiến của ông Bài là nói là tòa án tối cao không đã nói Ủy ban 10 không đủ thẩm quyền để tiếp cận những cái hồ sơ liên quan đến Epco Minh Phụng. Do đó là Ủy ban 10 gặp khó khăn trong cái việc mà xác định về cái nguồn gốc đất của ông và ông Lâm. Cái sau này Ủy ban thành phố Vũng Tàu đã trả hồ sơ của ông và ông Lâm. Thì hiện nay là hồ sơ của ông và ông Lâm là đã có đơn khiếu nại và thành phố Vũng Tàu đã giao cho thanh tra Phòng Tài nguyên Môi trường giải quyết. Và hiện nay đang đợi kết luận của thanh